Phương Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phương tiếp theo sản phẩm nữa lại rời khỏi cửa hàng âm thanh Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2019. Vâng, tổng sản phẩm này là sản phẩm thứ 10 và thời gian này cũng mới có 4 giờ 5 phút thì sản phẩm thứ 10 đã rời khỏi cửa hàng trong ngày hôm nay, là một cặp loa JBL L166 Horizon. Vâng, cặp loa cũng mới về cửa hàng và được một vị khách hàng đến từ Hà Nội cũng đã lựa chọn cho mình được một sản phẩm để cửa hàng cung cấp. Vâng, vị khách đến từ Thanh Trì, Hà Nội. Vâng, anh cũng đã sắm những sản phẩm bên cửa hàng Thanh Hạnh cung cấp rồi. Và ngày hôm nay thì cặp loa JBL L166 Horizon tiếp tục lại rời khỏi cửa hàng trong các ngày. Hiện tại là 4 giờ 5 phút, cửa hàng vẫn chưa được nghỉ trưa và chưa được ăn cơm trưa. Anh đừng giận em, đừng trách. Vâng, đây là một cặp loa JBL có model là L166 Horizon. Loa được sử dụng 3 đường tiếng, một bass 30 màng giấy, gân hút, chung giấy, một chép. Cặp loa này thì có chất âm rất tuyệt vời và cũng được rất nhiều anh em chơi audio đánh giá rất cao về sản phẩm như cặp loa JBL L166 Horizon. Vâng, cặp loa được thiết kế có một lỗ thông hơi phía trước và hai vi tinh chỉnh. Sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh là một clip ngắn thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết. Tiếp theo sản phẩm thứ 10 trong buổi chiều ngày hôm nay đã rời khỏi cửa hàng là một cặp loa JBL L166 Horizon. Vâng, thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.